Xin hướng dẫn các bạn một câu riff trong bài Crystal Mountain của ban nhạc Death Metal lừng danh Death. Thì cái câu riff này nó rất là mạnh mẽ, và nó lý do nó mạnh mẽ là một phần nhờ detuning. Detuning là toàn bộ các bạn hạ dây xuống một cung hết nha các bạn. Chúng ta sẽ download tab về, các bạn mở lên các bạn tập theo, nó cũng rất là dễ ha. Thì cơ bản cái câu này nó có thể chia ra làm các phần như sau. Đầu tiên các bạn thấy nó thuộc về E5, tức là tầm thượng mi thứ ha các bạn. Sau đó các bạn xuống cái mi dáng 5 ha. Sau đó các bạn xuống Đô, Si, Fa, Son. Đó, câu đầu chỉ đơn giản vậy thôi. Câu đầu như vậy. Tiếp theo, sau đó các bạn chạy một cái câu lick ha, ngược lên scale thôi. Chậm lên các bạn. Thì cái câu chính của nó là như vậy thôi ha. Các bạn tiếp theo là hai cái khuôn, các bạn lặp lại y chang cái khuôn đầu. Đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thêm cái câu rải tiếp theo. Các bạn đánh đơn giản, các bạn đánh dây 5 buông, dây 5, dây 1, dây 2, và chúng ta bấm vô ngăn 5 của dây 3. Rồi các bạn, chúng ta có Son, La, Mi, sau đó Fa, Đô, Rê, quay lại từ đầu. Câu riff nó đơn giản như vậy thôi, các bạn đào lớp 8 về để học thầy thì dễ nha. Mình đánh lại từ đầu nha các bạn. Cái câu riff này cũng rất là mạnh mẽ đúng không các bạn? Thì hãy tập theo để chúng ta có thể tập cái kiểu power chord, chặt dây rồi nó cũng đủ thứ cả. Tốc độ thì nó khoảng 190, các bạn tập không nổi các bạn có thể giảm xuống một tí thì có thể tập được liền ha. Thì ở đây detuning, các bạn hạ hết các dây xuống thì bạn đánh, các bạn nghe cái tiếng trầm, tiếng bass rất là mạnh mẽ, uy lực. Thì thường trong cái dòng metal họ xài cái kiểu hạ dây rất là nhiều, chúng ta cũng nên tập qua thử nha. Thì cái đàn các bạn đang nhìn thấy đó là cái cây fan fret, tức là cái cây phím xéo, các bạn thấy cái phím nó méo. Nghiên cứu khoa học để cho ra cái cây này nha các bạn. Rất thuận tiện để cho các bạn có thể là detuning, các bạn hạ dây mà cái tone nó vẫn hay. Rồi cái cách mình solo nó cũng rất hay ha. Cây này thì là neck through, tức là cần liền ha, cho cái tiếng nó rất là mạnh mẽ, sustain dài nha các bạn. Cây này thì khóa groover rất là xịn ha, mặt top cũng đẹp nữa. Mình shop mình còn một hai cây màu đen rất là đẹp, các bạn quan tâm có thể
xem cái đường link mô tả đó, bạn vào đó inbox, mình sẽ giới thiệu cho bạn cái đó giá rất là tốt tại Amigo Guitar Shop. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop, Guitar for Freedom và Đoàn Khoa để có những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.